Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hôm nay đây Thuận cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta đương nhiên sẽ dành thời gian để mà tiếp tục chia sẻ về tình hình của những ngân hàng các bạn. Chúng ta tiếp tục thấy đó là cái thông tin lớn nhất hiện tại mà có sức ảnh hưởng. Chúng ta đương nhiên sẽ nói về ngân hàng First Republic Bank hôm nay lại giảm thêm 47% nữa các bạn. Và chúng ta cũng sẽ nói tới chuyện gì đã xảy ra với ngân hàng Credit Suisse. Các bạn đã biết là ngân hàng Credit Suisse đã được thu mua lại bởi ngân hàng UBS. Đó là thông báo chúng ta đã nhận được cuối tuần qua. Tôi sẽ chia sẻ thêm một số chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn là chuyện gì đang xảy ra. Cũng như là chúng ta cũng thấy được là trong tuần này đó có sự kiện lớn, đó chính là Fed sẽ có cuộc họp về lãi suất đó, thì khả năng bây giờ ra sao. Và một số những thông tin liên quan trực tiếp đến crypto, có tin tốt, có tin không tốt các bạn. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ hết những cái điều đó với các bạn. Cũng như chúng ta cũng sẽ dành một ít thời gian để mà nhìn vào tình hình on-chain. Trong cái sự hỗn loạn của ngân hàng với sự tăng trưởng của BTC đó, thì tình hình on-chain cho chúng ta có được một số những dữ liệu như thế nào. Rồi Thuận cũng có một số những suy nghĩ cá nhân Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết chúng ta có thể nhìn thấy được là những chỉ số chứng khoán đó hôm nay đã có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại. Mặc dù ngân hàng bây giờ vẫn khá là lộn xộn, nhưng mà chúng ta thì được là cả ba chỉ số chứng khoán lớn là Dow Jones đã tăng trở lại 1.2%, là tăng 382 điểm. S&P 500 đó thì tăng 0.89% và Nasdaq đó thì tăng 0.39%. Và chúng ta nhìn vào pre-market thì bây giờ thì cũng đang xanh nhẹ lại một chút. Chúng ta nhìn vào thị trường hợp đồng dầu đó thì vẫn dưới 70 đô các bạn. Hôm nay giảm thêm 0.52% ở mức là 67 đô và 29 cent cho một thùng dầu. Coi như đây là mức thấp trong vòng mấy tháng qua rồi. Và chúng ta thấy được là vàng thì sao? Vàng đó thì vẫn đang tiến gần tới 2.000 đô các bạn. Bây giờ mức là 1.983 đô cho một ounce vàng. Đây là cái thông tin hoạt động mới nhất. Còn về crypto đó thì có thể các bạn đã thấy rồi. BTC đó thì vẫn tiếp tục giữ được cái khoảng cách rất là gần 28.000 đô các bạn. Và đã nhiều lần BTC đã vượt qua 28.000 đô ngày hôm nay. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì giá ở mức là 27.943. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái sự tăng trưởng của BTC từ ngày 9 tháng 3 tới bây giờ đó, có nghĩa là trong vòng chưa tới 2 tuần đó, các bạn thực đây là một sự tăng trưởng rất là đáng kể luôn. Từ 19.985 đô mà tăng đẩy mạnh lên tới mức hiện tại là gần như 28.000 đô các bạn trong thời gian không tới 2 tuần. Và cái sự tăng trưởng bắt đầu từ cái sự kiện của USDC. Và sự kiện của USDC là liên quan đến ngân hàng SVB, các bạn cũng đã biết rồi. Và Thuận sẽ chia sẻ thêm một số những cái thông tin liên quan đến giá của BTC với các bạn một lát nữa. Nhưng mà thị trường đó thì ngoại trừ BTC ra, các bạn thấy được là chúng ta cũng có một số đồng thực ra hôm nay giảm chứ không có tăng. BTC hôm nay đó, so với giá ngày hôm qua thì vẫn tăng 0.5% các bạn. Nhưng mà Ethereum đó thì giảm một chút, giảm 0.9%, cũng không có nhiều lắm. Chúng ta có những đồng như là XRP, Cardano, Polygon, Dogecoin giảm từ 1 cho đến 3%. Và nếu chúng ta nhìn vào cái cột 7 ngày qua đó thì tính trong vòng 7 ngày qua, BTC là cái đồng mà có sự tăng trưởng nhiều nhất. Và đây cũng là một cái sự kiện chúng ta thường thấy các bạn. Thường đó, khi mà có một cái đợt tăng trưởng, chúng ta thường thấy là BTC sẽ tăng trước và sau đó những altcoin đó mới đuổi theo khi mà BTC có một cái sự khựng lại. Chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra các bạn. Thật ra cho tới bây giờ đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy giá cả từ 20.000 lên 22.000 lên 24.000. Nhiều người kêu gọi là sẽ có sự điều chỉnh nhưng mà không các bạn, tiếp tục tăng lên 25.000 là người kêu gọi điều chỉnh nhưng mà lại lên tới 26.000, 27.000, bây giờ lên tới 28.000. Chúng ta thật ra cũng chưa có một cái đợt điều chỉnh nào hết. Và nếu các bạn zoom ra xa hơn đó thì các bạn sẽ thấy được là từ cái lúc mà BTC tăng trưởng, có thể nói là từ đầu năm nay cho tới bây giờ đó, từ cái lúc mà khoảng chừng là 17.000, 18.000, BTC thật sự vẫn chưa có một cái đợt điều chỉnh nào gọi là đáng kể hết. Chúng ta có thể nhìn thấy được là giá BTC bắt đầu từ đầu năm nay là 16.556 đô lên thẳng tới bây giờ. Chúng ta chỉ có một cái đợt điều chỉnh từ khoảng chừng giữa tháng 2, lúc đó khoảng chừng là 24.800 đô, điều chỉnh xuống còn khoảng 20.000 đô, rồi sau đó lại đi thẳng lên tới mức 28.000 đô hiện tại. Nhưng mà tài liệu on-chain cho thấy được là cũng có một số người đã có dấu hiệu là chốt lời rồi. Thuận sẽ chia sẻ với các bạn có thể là ở phần cuối của cái video ngày hôm nay. Và đầu tiên hết chúng ta bắt đầu hãy nói tới tình hình ngân hàng đi. Tại vì đây là cái sự kiện đang diễn ra và cái sự kiện được nhiều người quan tâm nhất. Chúng ta thấy được là ngân hàng First Republic đó, hầu như là không ổn các bạn. Ngày hôm nay đó, khi mà mở cửa thì chứng khoán của First Republic đã giảm 47% nữa các bạn. Các bạn có biết là cổ phiếu này đó, nếu chúng ta chỉ tính từ đầu năm tới bây giờ thôi đã giảm 90% rồi. Từ đầu năm tới bây giờ thôi, nếu chúng ta tính trong vòng một tháng qua thôi, một tháng qua cổ phiếu này đã giảm 90.55%. 5 ngày qua thôi đã giảm 60.97% và đương nhiên ngày hôm nay đã giảm hầu như là phần nửa luôn các bạn. Thì có thể nhiều bạn đặt câu hỏi là tại sao mà First Republic cổ phiếu lại tiếp tục rớt mạnh như vậy? Không phải chúng ta đã nhận được những cái thông tin tốt. Cuối tuần vừa qua chúng ta đã thấy được là có những thông tin là có 11 ngân hàng chăm tổng cộng là 30 tỷ đô la vào ngân hàng này, thì tại sao bây giờ lại tiếp tục rớt nữa? Thì để Thuận chia sẻ với các bạn là vốn hóa của First Republic thì bây giờ chỉ còn có 2.2 tỷ đô la mà thôi. Điều này rất quan trọng, tại vì sao? Tại vì chúng ta bây giờ đó nghe tin đồn là ngân hàng JP Morgan đang hỗ trợ ngân hàng First Republic này kêu gọi thêm vốn vì hàng chục tỷ đô la của Fed không đủ. Các bạn đã nhớ là cách đây hơn một tuần, ngày Chủ nhật của cái tuần trước đó nữa, thì Fed đã ra cái thông báo là họ sẽ hỗ trợ cho bên ngắn hạn một năm. Những ngân hàng nào mà gặp vấn đề như là SVB đó, thì có thể đem công trái phiếu đến gửi thế chấp cho họ, rồi họ sẽ cho vay mượn khẩn cấp. Nhưng mà có thể là First Republic đã đem hết những cái công trái phiếu đó để mà đi vay mượn từ Fed nhưng mà cũng không đủ. Đó là lý do tại sao mà Thuận nhớ khoảng chừng là thứ Năm, thứ Sáu tuần vừa rồi đó, thì Fed đã kêu gọi 11 ngân hàng cùng nhau bơm tiền vào để mà cứu ngân hàng First Republic. Và cuối cùng các bạn đã nhớ là những ngân hàng lớn họ đã đưa cho First Republic tổng cộng là 30 tỷ đô la. Cái số tiền này giống như là họ gửi vào ngân hàng First Republic. Họ gửi vào thì có được lợi ích gì thì cái đó chúng ta không có rõ. Nhưng mà cái số tiền này dùng để làm gì? Dùng để mà hỗ trợ những người mà tới rút tiền từ First Republic. Tại vì đây là một cái ngân hàng địa phương và bây giờ đó cái lòng tin của người dân đối với ngân hàng địa phương đó hầu như đã không còn nữa. Họ muốn rút tiền từ ngân hàng địa phương này đem tới những ngân hàng lớn hơn mà họ có lòng tin nhiều hơn. Tại vì bây giờ những ngân hàng mà liên bang đó thì vẫn chưa gặp vấn đề, nhưng mà những ngân hàng nhỏ địa phương thì đã gặp vấn đề. Cho nên Fed muốn củng cố lòng tin, cho nên mới kêu 11 công ty này chăm cái số tiền này vào cho First Republic. Nhưng mà bây giờ rất rõ ràng là cũng không đủ luôn. Cho nên có nghĩa là nếu như mà First Republic muốn có thêm vốn, muốn có thêm tiền để mà hoạt động đó, thì có thể họ phải bán thêm cổ phiếu. Và nếu như mà họ in thêm cổ phiếu để mà gây dựng thêm vốn thì chẳng khác gì họ sẽ pha loãng cổ phiếu hiện bây giờ, khiến cho giá cổ phiếu sẽ giảm xuống. Cho nên mọi người đã lo sợ điều đó xảy ra, cho nên họ mới đua nhau để mà bán. Thì có hai điều chúng ta có thể rút ra được từ cái sự kiện này. Thứ nhất là sau cái sự kiện ngân hàng đó, không biết còn ngân hàng nào nghĩ là crypto quá dao động và quá nguy hiểm. Tại vì các bạn thấy được là lần cuối cùng các bạn nhớ Bitcoin giảm 47% trên một ngày là khi nào? Và từ đầu năm tới bây giờ trong vòng chỉ có 3 tháng thôi mà giảm 90% thì Thuận không nhớ lần cuối cùng Bitcoin giảm 90% trong vòng 3 tháng là khi nào nữa. Cho nên sau sự kiện này Thuận không nghĩ là nhiều người sẽ nói là ngân hàng an toàn hơn Bitcoin quá dao động đâu. Thuận nghĩ cổ phiếu ngân hàng cho thấy là hoàn toàn không an toàn gì hết. Và thứ nhì đó là cổ phiếu thật sự là không có ổn định các bạn. Cổ phiếu có thể đều được phát hành thêm, phân chia hoặc là thu lại, miễn là cổ đông thông qua là có thể làm được. Và những mà nào mà không có rành thì tùy theo mỗi cái công ty họ có mỗi cái cách hoạt động khác nhau. Nhưng mà cái quy định chung đó là như thế này. Khi mà một công ty họ muốn phát hành thêm cổ phiếu tại vì họ cần gây dựng thêm vốn, thì có nghĩa là những người hiện bây giờ đó theo quy định chung thì những người mà đang lưu trữ cổ phiếu, giả sử như các bạn đang lưu trữ 10% cổ phần của First Republic Bank đi, thì nếu như mà họ phát hành thêm cổ phiếu thì các bạn tự nhiên bây giờ đang lưu trữ 10% mà họ phát hành thêm gấp đôi phần trăm cổ phiếu thì chẳng cái gì là phần trăm các bạn, chỉ còn có 5% mà thôi. Thì cái đó nó không có hợp lý và không có công bằng với lại người mà đang lưu trữ cổ phần hiện tại. Cho nên quy định chung đó là khi mà họ phát hành thêm cổ phiếu thì những người đang lưu trữ cổ phần hiện bây giờ đó là được quyền mua những cổ phiếu đó. Nếu như mà những người mà đang giữ cổ phiếu bây giờ không mua thì những cổ phiếu đó sẽ được bán lên trên thị trường các bạn. Thì điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là các bạn là một cổ đông của công ty đó. Trong những cái sự kiện này các bạn thực sự rất là bất lực, ngoại trừ các bạn có sẵn tiền mà thôi, chứ nếu không thì các bạn không thể làm gì hết, ngoại trừ là các bạn không thể mua thêm cổ phiếu, dẫn đến cổ phiếu để bán cho người khác, dẫn đến cổ phiếu các bạn sẽ giảm giá. Và đây cũng là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho những bạn nào mà muốn làm việc cho những công ty startup đó. Đây là kinh nghiệm cá nhân mà thôi. Khi mà các bạn được mời tới làm cho một công ty startup, thường là họ sẽ không có cái tiền nhiều để trả lương cho các bạn. Giả sử như là vị trí của Thuận đi, ở một công ty khác có thể là lương 300.000 một năm, nhưng mà ở một cái công ty startup đó thì có thể lương chỉ ở mức là khoảng chừng 80.000 một năm mà thôi. Tại vì công ty startup họ chưa có thu nhập mà. Nhưng mà họ sẽ tăng các bạn cổ phần công ty. Tại vì họ sẽ nói là bây giờ bạn chấp nhận là làm cái lương thấp, nhưng mà sau này công ty phát triển lớn, trở thành Amazon, trở thành Google thì bạn sẽ cực kỳ giàu có, tại vì bạn nắm 5% cổ phần công ty. Thường đó thì có nhiều người họ sẽ rất là lạc quan và họ sẽ chấp nhận cái điều này. Nhưng mà thật ra đó, có một số những startup thành công thì đương nhiên các bạn sẽ cực kỳ giàu có. Đó là những cái công ty chúng ta nghe nói tới, là khi mà Coinbase lên sàn chứng khoán hay là khi mà Amazon, Google đưa lên sàn chứng khoán thì những người mà lưu trữ cổ phiếu, những nhân viên đầu tiên đã trở thành triệu phú hay là đã trở thành tỷ phú. Nhưng mà thật ra đó, phần lớn những công ty startup khi mà họ hết tiền nữa các bạn thì họ lại phải kêu gọi thêm vốn. Các bạn thường hay nghe nói đó, dòng A, dòng B, dòng C thì họ sẽ kêu gọi thêm vốn. Và các bạn có nghĩ đi, nếu các bạn đang lưu trữ 5% cổ phần, tại vì các bạn hứa hẹn là các bạn sẽ ở lại công ty lưu trữ 5% cổ phần với cái lương thấp, nhưng mà bây giờ công ty cần phải phát hành gấp đôi cái cổ phần của công ty, gấp đôi cái vốn hóa công ty thì mới tiếp tục hoạt động được. Thì các bạn nếu như mà không có sẵn tiền để mà mua lại cái cổ phần mà mới phát hành đó đó, thì cái cổ phần bản thân của các bạn sẽ bị giảm đi phân nửa. Có nghĩa là các bạn lưu trữ 5%, bây giờ chỉ còn có 2.5% mà thôi. Và cứ như vậy, nếu như mà họ tiếp tục cần vốn thì các bạn sẽ càng ngày bị chia đôi. Cho nên đó là một trong những điều các bạn cần phải suy nghĩ đến, và đó là cái rủi ro mà các bạn tham gia vào một cái startup. Không có đúng hay không có sai, thường chỉ muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm mà thôi. Đó là một trong những điều các bạn cần phải suy nghĩ đến khi mà tham gia. Và đó là cái thông tin liên quan tới First Republic Bank. Cái sự kiện này đó không có dễ dàng giải quyết các bạn. Chúng ta không biết rõ là ở bên trong First Republic Bank đó tình hình thực sự là như thế nào. Nhưng mà đối với lại cổ phiếu đó thì tiếp tục rất tơi tả các bạn. Tôi nghĩ là hiện bây giờ lúc đang làm video đó thì vẫn còn sẽ có nhiều người họp về First Republic Bank các bạn. Có thể là Chủ tịch Fed bây giờ hay là Bộ trưởng Tài chính vẫn đang lo cái sự kiện này. Chứ còn ngày mai mở cửa nó không biết cổ phiếu sẽ ra sao. Và đương nhiên đó là chúng ta nói về cái bên phía Hoa Kỳ mà thôi. Chúng ta thấy được là ở bên châu Âu đó thì cũng không có đỡ hơn. Chúng ta thấy được là Credit Suisse cuối cùng cũng đã được thu mua lại bởi công ty UBS các bạn. Thì ngân hàng UBS này đã đồng ý mua Credit Suisse với giá là 3 tỷ franc Thụy Sĩ, có nghĩa là khoảng 3.2 tỷ USD. Tại vì sao vậy? Tại vì ngân hàng quốc gia của Thụy Sĩ đã khuyến khích UBS mua lại, vì cái số lượng 54 tỷ mà cho Credit Suisse vay đó là không đủ các bạn. Cho nên bây giờ đó phải có công ty nào mua lại, chứ nếu không Credit Suisse mà bị sụp đổ đó thì sẽ dẫn đến một cái sự ảnh hưởng domino cực lớn ở châu Âu. Cho nên UBS cuối cùng đã đồng ý mua lại Credit Suisse với cái mức giá là Thuận vừa chia sẻ với các bạn. Thì nhiều bạn hỏi Thuận là nếu như vậy đó thì những người nào mà đang lưu trữ cổ phần của Credit Suisse thì tính như thế nào? Thì cổ đông của Credit Suisse sẽ nhận được một cổ phiếu của UBS cho mỗi 22.48 cổ phiếu Credit Suisse mà họ đang nắm giữ. Khi mà thông tin này được chia sẻ, đó chính là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, thì lúc đó đó Thuận nhìn lại cái giá cổ phiếu đóng cửa thứ 6 của Credit Suisse là 2 đồng 15 cent, một cổ phiếu của UBS là 18 đồng 81 cent. Nếu như mà các bạn lấy 2 đồng 15 cent này nhân cho 22.48 thì các bạn sẽ ra con số là 48 đồng 33 cent, nhưng mà chỉ được đổi thành một cổ phiếu của UBS mà thôi, ở mức giá là 18 đồng 84 cent tính theo giá của thứ 6 tuần rồi. Có nghĩa là những cổ đông của Credit Suisse đang lưu trữ cổ phần đó thật sự là rất là tơi tả các bạn, giảm rất là nhiều luôn. Và các bạn nghĩ ngày hôm nay khi mà mở cửa đó thì cổ phiếu của Credit Suisse như thế nào? Các bạn đã thấy được là cổ phiếu Credit Suisse cũng đã giảm 52.99% rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì đâu có ai muốn lưu trữ đâu các bạn. Nếu như mà lưu trữ tới ngày hoán đổi đó thì có khả năng là lại lỗ thêm nữa. Cho nên khi mà mở cửa hôm nay, cổ phiếu Credit Suisse đã giảm 52.99% các bạn. Và sau khi đóng cửa giảm thêm 4% nữa. Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đây cũng đã cam kết khoản vay lên tới 100 tỷ franc Thụy Sĩ, có nghĩa là lên tới 108 tỷ USD để mà hỗ trợ cái việc tiếp quản này. Có nghĩa là họ nói là UBS cứ mua đi, đừng có lo, lỡ như có chuyện gì đó thì chúng tôi sẽ cam kết cho anh vay 108 tỷ đô la để mà thu xếp cái sự kiện này. Và các bạn có biết là tuy thông tin là UBS mua lại Credit Suisse với cái mức giá là khoảng 3.2 tỷ đô la, nhưng mà năm 2007 đó, lúc đó Credit Suisse có tổng số vốn hóa lên tới 90 tỷ đô la. Và các bạn có biết là thứ 6 tuần rồi đó, vốn hóa của Credit Suisse vẫn là khoảng chừng 5 tỷ đô la. Các bạn đã thấy được là trong thời gian chỉ có một cuối tuần thôi mà cổ phiếu của Credit Suisse chỉ còn có vốn hóa là 3.78 tỷ mà thôi. Và điều thú vị đó là nếu như bạn lên trên trang web chính thức của UBS thì UBS gọi đây là một cái thương vụ acquire, có nghĩa là thương vụ thu mua lại công ty. Nhưng mà khi bạn lên trên trang web chính thức của Credit Suisse thì họ gọi đây là sát nhập hai công ty. Mỗi người một cách gọi các bạn. Nhưng mà cho dù là các bạn nghĩ là những cái cổ đông của Credit Suisse thì bị tơi tả trong cái vụ này, nhưng mà thật ra khi mà các bạn nhìn kỹ lại đó, những người nào mà đang lưu trữ trái phiếu đó thì mới thực sự là mất trắng các bạn. Dựa theo cái thông tin mà Thuận nhận được đó, thì những người nào mà đang lưu trữ trái phiếu của Credit Suisse thuộc dạng là AT1 đó thì sẽ không nhận được gì hết, có nghĩa là cái số lượng tiền này coi như gì con số 0, và tổng cộng nó có 16 tỷ Swiss franc, nghĩa là 17 tỷ đô la trái phiếu của Credit Suisse sẽ về con số 0 các bạn. Rất là nhiều người mất tiền trong cái sự kiện này chứ không còn phải là đơn giản đâu. Điều mà thường không hiểu đây đó là thường cái trái phiếu AT1 này thì sẽ nhận được một cái sự bồi thường trước khi mà những cổ đông nhận được bồi thường, nhưng mà trong cái sự kiện này thì lại ngược lại, những cổ đông thì nhận lại được một cái phần, đó chính là như thường vừa chia sẻ với các bạn, một UBS cổ phiếu cho mỗi 2248 cổ phiếu Credit Suisse. Có thể là cổ đông không được vui, nhưng mà những người mà lưu trữ trái phiếu giấy nợ của Credit Suisse mới là người thật sự là bị thiệt thòi trong cái sự kiện này. 17 tỷ đô la các bạn bị xóa sổ trong vòng một cuối tuần thôi. Và đối đầu với những cái sự kiện hỗn loạn liên quan đến ngân hàng đó, thì cuối tuần vừa qua là ngày Chủ nhật đó, thì Fed đã ra một cái thông báo. Thường là chúng ta không có những cái thông báo đặc biệt từ Fed cuối tuần đâu các bạn, nhưng mà cuối tuần rồi thì lại có. Đó chính là một cái thông báo liên quan đến 6 ngân hàng trung ương lớn sẽ công bố hành động phối hợp để tăng cung cấp thanh khoản bằng USD trên thị trường toàn cầu thông qua các swap line, nghĩa là các đường dây hoán đổi. Thì 6 ngân hàng trung ương đó là những ngân hàng trung ương nào? Chúng ta có Fed ở Hoa Kỳ, ngân hàng trung ương ở Canada, ở nước Anh, ở Nhật Bản, ở Thụy Sĩ và ở châu Âu. Thì swap line là gì? Swap line đó hiểu đơn giản là cái thỏa thuận giữa các ngân hàng trung ương để mà trao đổi ngoại hối. Có nghĩa là những ngân hàng trung ương đó thì họ cũng lưu trữ ngoại hối các bạn. Có nghĩa là ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ họ cũng lưu trữ đồng đô la, ngân hàng trung ương ở Canada cũng lưu trữ đồng bảng Anh, ngân hàng ở nước Anh thì cũng lưu trữ đồng đô la, và ở Hoa Kỳ đó thì Fed cũng lưu trữ đồng Nhật Bản, vân vân. Thì những ngân hàng là lưu trữ như vậy đó vì nhiều lý do. Có thể là những ngân hàng thuộc sự quản lý của họ cần có thể là hoán đổi và có sẵn tiền ở những quốc gia khác. Một phần nữa đó là nhiều quốc gia như là Canada, nước Anh, Nhật Bản thì họ cũng lưu trữ một phần ngân khố của họ bằng đô la như là một cái loại tài sản. Thường đó thì trước đây là mỗi một tuần, mỗi 7 ngày thì những ngân hàng này họ mới bắt đầu swap một lần. Giống như là họ cần cái gì trong cái tuần đó thì họ sẽ để sẵn, rồi tới mỗi tuần thì một lần những ngân hàng này họ sẽ swap lẫn nhau để có cái số lượng ngoại hối hay là lấy lại tiền của họ khi mà cần thiết. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì Fed đã ra quyết định, có nghĩa là chủ tịch Fed ở Hoa Kỳ đã ra quyết định là sẽ cho phép hoán đổi hàng ngày luôn các bạn, mỗi 24 giờ là được hoán đổi một lần. Tại vì sao vậy? Tại vì đó cái sự lo sợ không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ các bạn, ở những quốc gia khác họ lo sợ là tình hình tương tự sẽ xảy ra ở châu Âu, ở Nhật Bản, ở nước Anh, Canada, Thụy Sĩ. Lỡ như mà những ngân hàng trong cái hệ thống của họ gặp tình trạng bank run, giống như là người ta tới ngân hàng Nhật Bản để mà rút đồng yen, mà hiện bây giờ đó, ngân hàng Nhật Bản lưu trữ quá nhiều USD thì làm sao họ có thể đưa cho người gửi được. Có thể là họ có tiền nhưng mà họ cũng không thể nào đưa được, tại vì đó là đồng đô la chứ không phải là đồng yen. Cho nên bây giờ sẽ có một cái swap line 24 giờ một lần để cho những ngân hàng này đã có số lượng tiền cần thiết các bạn. Và đây là một cái sự tương trợ sợ sự kiện bank run này diễn ra khắp nơi. Và đây là những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái sự kiện liên quan tới ngân hàng. Và đương nhiên tất cả những điều này đã sẽ ảnh hưởng đến những gì mà Fed sẽ nói và sẽ làm trong vòng 2 ngày nữa các bạn. Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi, đã đến cái ngày mà Fed họp trong tháng 3 này rồi. Và chúng ta cũng tiếp tục nhận được thông tin là có công ty sa thải nhân viên. Đặc biệt hơn thì chúng ta có Amazon, họ sẽ thông báo là họ sẽ sa thải thêm 9.000 nhân viên trong những tuần tới các bạn. Amazon đã sa thải 18.000 nhân viên rồi, cách đây 2 tháng họ sẽ sa thải thêm 9.000 nhân viên nữa. Lần này đó họ nói là họ sẽ sa thải nhân viên đến từ đơn vị điện toán đám mây, quảng cáo, nội bộ nhân sự của Twitch và Amazon các bạn. Nói chung thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy là những cái công ty tiếp tục sa thải nhân viên. Điều đó vẫn không có hề thay đổi trong vòng mấy tuần qua. Và chúng ta nên biết đó là Fed sắp sửa có cuộc họp của tháng này rồi. Và đây là một cuộc họp rất là quan trọng. Tại vì đối đầu với lại tình hình kinh tế chậm lại, chúng ta thấy được là ngân hàng đang bất ổn vì Fed tăng lãi suất. thì Fed sẽ có quyết định gì? Chúng ta chỉ còn có một ngày 15 giờ nữa là sẽ đến cái cuộc họp đó, và chúng ta sẽ biết thông báo vào ngày 22 tháng 3, 2 giờ chiều giờ New York, vào lúc 22 tháng 3, 11 giờ trưa giờ Cali. Và ở Việt Nam đó thì các bạn đáng tiếc là phải chờ tới 1 giờ sáng mới có cái thông báo liên quan tới lãi suất như thế nào vào 1 giờ sáng ngày 23 tháng 3. Và các bạn lại phải chờ thêm nửa tiếng nữa thì mới có cái cuộc họp báo từ Fed. Thường sẽ cố gắng để mà chia sẻ những thông tin nhanh nhất trên mạng xã hội với các bạn. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ đó thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là có 72% nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25 trong cái cuộc họp này, và có cái phần cũng không hề nhỏ các bạn, gần như là 28% nghiêng về là Fed sẽ ngưng không tăng lãi suất nữa vì cái tình hình của ngân hàng quá tệ. Đối với Thuận đó thì Thuận nghĩ là lần này nó giống như 50-50 các bạn, 50% là có khả năng tăng, còn lại là sẽ không tăng. Nhưng mà nếu các bạn hỏi Thuận thì Thuận vẫn nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất là 0.25, tại vì nếu như mà Fed không tăng đó thì điều đó có nghĩa là tình hình đã quá tệ rồi. Tại vì khi mà Fed không tăng lãi suất đó thì tất cả những gì mà Fed nói trong vòng một năm qua coi như đã tan thành mây khói các bạn. Lúc nào Fed cũng đã nói một câu gì là Fed sẽ không bao giờ chùn bước trước lạm phát, sẽ tiếp tục siết chặt nguồn tiền cho đến khi nào mà lạm phát giảm mà thôi. Đó là cái lời hứa hẹn, đó là cái lời nhấn mạnh của Fed trong vòng cả năm nay rồi. Mà đợt này mà Fed không tăng, mà trong khi mà Fed vừa ở Quốc hội nói là sẽ tăng 0.5% trong đợt này, khả năng đó rất là cao, mà bây giờ lại không tăng gì luôn thì coi như là cái trọng lượng của Fed sẽ bị giảm xuống các bạn. Người dân sẽ không còn tin nữa, sau này khi mà Fed nói là Fed sẽ cương quyết với lạm phát, người dân sẽ không còn tin nữa. Cho nên tôi nghĩ là nếu như Fed tăng 0.25% đó thì có khả năng là tăng để giữ mặt mũi mà thôi, và có thể là sẽ có giọng điệu ôn hòa nói là những đợt kế tiếp có khả năng là không tăng, hay là Fed nếu như mà không tăng lãi suất thì tình hình rất là tệ các bạn. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu về cuộc họp trong vòng 2 ngày nữa. Nhưng mà đối với Thuận, như Thuận đã chia sẻ với các bạn, đợt này là một cái cuộc họp mà một là chúng ta như ý muốn, có nghĩa là Fed tăng 0.25, còn hai là tốt hơn là Fed không tăng. Cho nên về cái phương diện Fed có tăng hay không tăng thì Thuận cảm thấy nó cũng đã tốt hơn so với là những đợt trước đó. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cuộc họp lần kế tiếp nữa là ngày 3 tháng 5 đó, thì nếu như Fed tăng 0.25 chúng ta sẽ ở mức là 4.75 tới 5.0. Thì cuộc họp tháng 5 đó các bạn thì được bây giờ phần lớn 51% là nghiêng về là Fed sẽ không tăng lãi suất, cũng như là Thuận vừa chia sẻ với các bạn, có thể là Fed tăng một lần nữa để giữ mặt mũi rồi sau đó sẽ không tăng nữa, và có khả năng là sẽ quay đầu trong năm nay các bạn. Và nếu như nói tới quay đầu đó thì nếu chúng ta xem cái cuộc họp tháng 6 ngày 14 thì cuộc họp đó đã có 40.3% nghĩ là Fed sẽ quay đầu các bạn, giảm 0.25%. Đây là những cái thông tin liên quan tới hợp đồng tương lai của Fed.